Chào mừng bạn đến với kênh sách tóm tắt. Hôm nay mình và các bạn tiếp tục tìm hiểu tập 5 của bộ sách Dạy con làm giàu của tác giả Robert Kiyosaki. Bạn thân mến, bạn có nhận thấy rằng hầu hết mọi người chỉ nghĩ đến chuyện nghỉ hưu khi tuổi đã cao, trung bình từ khoảng 50 tuổi đến 60 tuổi, cái độ tuổi mà sức khỏe cũng đã già yếu đi và chấp nhận rằng thu nhập của mình lúc đó sẽ giảm đi. Vậy là thay vì có một kế hoạch để giàu hơn vào cuối đời, thì họ lại đang có một kế hoạch để nghèo đi. Họ chọn cách làm việc cả đời, dành hết sức khỏe và thanh xuân của mình cho một công việc với hy vọng được ổn định để rồi tới cuối cuộc đời họ được nghèo hơn. Chúng ta đang sống để trải nghiệm và cảm nhận hương vị cuộc sống tốt đẹp chứ không phải sống là chỉ tồn tại. Cuộc sống này còn quá nhiều điều thú vị và ý nghĩa để khám phá và trải nghiệm. Vậy tại sao lại trói buộc cả đời mình và những vườn làm việc mệt mỏi kéo dài để rồi mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của việc đi làm kiếm tiền sau đó chi trả những hóa đơn hoặc mua những tiêu sản mà lầm tưởng đó là tài sản? Tại sao ta không có một kế hoạch tài chính để có thể nghỉ hưu sớm ở tuổi 30 đến 40 tuổi? Khi đó ta sẽ tự do về tài chính và thoải mái về các đam mê của mình mà không phải lo lắng bất kể vấn đề gì liên quan đến tài chính. Mình rất yêu thích khi nói về kế hoạch nghỉ hưu sớm. Nhiều người thường cho đó là điều hoang tưởng và hầu hết mọi người không có đủ tiền để có thể ngừng làm việc cho dù họ rất muốn nghỉ hưu, cho dù họ rất ghét công việc của mình. Họ vẫn phải làm việc chăm chỉ cho đến khi về hưu. Căn nguyên sâu xa của tình trạng này là bởi họ đang mang một nhận thức cũ của nền kinh tế cũ bám chặt vào một công việc suốt đời và về hưu. Sau đó được xã hội chăm lo là phương pháp thành công của thời đại công nghiệp. Thời đại đó đã qua lâu rồi không còn phù hợp nữa. Ở thời đại công nghệ thông tin, công ty mà bạn làm việc chỉ có trách nhiệm trả lương cho khối lượng công việc mà bạn đã thực hiện cho họ. Hiểu đơn giản, công ty sẽ trả lương theo đúng giá trị mà bạn mang lại. Công ty ấy không có trách nhiệm chăm lo cho bạn khi bạn nghỉ hưu và khi bạn không còn làm việc cho họ nữa. Đó là lý do tại sao ở tập 4 của bộ sách Dạy con làm giàu, người cha giàu của Robert Kiyosaki đã nói rằng con không làm giàu ở chỗ làm, mà con sẽ làm giàu ở nhà. Ở chỗ làm chỉ để phục vụ con kiếm tiền, còn ở nhà con phải biết cách biến số tiền đó làm việc cho mình. Việc sử dụng và quản lý số tiền kiếm được đó, tiền đó, nó sẽ khiến con giàu lên hay nghèo đi. Trong thời đại công nghiệp, người ta sẽ đúng khi là hưởng lương theo thâm niên và độ tuổi. Thế nhưng trong thời đại công nghệ thông tin, việc đòi tăng lương theo thâm niên hay độ tuổi trong khi gần như họ vẫn chỉ thực hiện chứng ấy công việc là sự tham lam và vô lý. Vì thế bạn không thể trông chờ vào việc được tăng lương để có thể giàu lên. Khi lương tăng thì thời gian và sức lực bạn phải bỏ ra cũng sẽ nhiều hơn, và như thế dù cho giữ chức vụ cao đến đâu đi nữa, lương thưởng ở mức nào đi nữa, bạn cũng chỉ là những nô lệ được trả lương cao mà thôi. Bạn không phải là nô lệ của ông chủ mà chính là nô lệ của đồng tiền. Vì vậy, làm sao để có thể nghỉ hưu sớm trong sự giàu có? Câu hỏi đó sẽ được trả lời trong tập 5 của bộ sách Dạy con làm giàu của tác giả Robert Kiyosaki, và bí quyết đó được cô đọng trong 4 chữ: sử dụng sức bật. Trước tiên chúng ta sẽ quay trở lại khái niệm kim tứ đồ đã được phân tích ở tập 2. Nửa bên trái kim tứ đồ tức là nhóm L và nhóm T chính là nhóm người nghèo và người trung lưu. Sức bật của họ là thời gian và sức lao động của chính mình, mà thời gian và sức lao động của mỗi người thì có giới hạn, vì vậy điều đó dẫn đến thu nhập của họ cũng bị giới hạn theo. Còn nửa bên phải kim tứ đồ tức nhóm C và nhóm D, sức bật của họ là hệ thống và những đồng tiền. Hệ thống có thể triển khai được những khối lượng công việc khổng lồ và những đồng tiền thì làm việc không biết mệt mỏi. Vì lẽ đó hai nhóm C và D có được sức bật lớn và không giới hạn. Họ chính là nhóm người giàu. Trong thời đại công nghệ thông tin, chúng ta bắt buộc phải thuộc nhiều hơn một nhóm trên kim tứ đồ, có thể thuộc nhóm L, nhóm C hoặc nhóm D, thậm chí là thuộc cả 4 nhóm cùng lúc tùy vào nhận thức của bạn. Nếu vị bác sĩ đó phải làm việc để được trả lương thì ông ta đang làm việc để kiếm tiền, ông ta thuộc nhóm L. Nếu bên cạnh công việc được trả lương tại bệnh viện thì bác sĩ đó mở thêm phòng khám tư và trực tiếp thăm khám chữa bệnh, ông ta thuộc thêm nhóm T. Nếu vị bác sĩ đó mở phòng khám tư nhưng thuê các bác sĩ khác về làm việc và ông ta không cần phải có mặt tại phòng khám, cũng như không cần làm việc cho phòng khám của mình, vậy thì ông ta thuộc nhóm C. Nhưng nếu bị bác sĩ đó nghiên cứu và chế tạo ra loại thuốc mới và bán cho các nhà thuốc thì công trình nghiên cứu ấy chính là một tài sản của ông, tạo ra thu nhập thụ động.
Một điều thú vị là những người giàu nhất thế giới đều có ít nhất một chân đứng trong nhóm C. Đây là nhóm khó thành công nhất, nhưng một khi đã thành công thì số tài sản của họ sẽ tăng vọt. Bill Gates hoặc Thomas Edison, Henry Ford là những người đứng đầu danh sách nổi tiếng của nhóm C. Họ là những người khổng lồ tài chính nhờ xây dựng một tài sản khổng lồ. Họ sử dụng loại sức bật mạnh mẽ nhất, đó là sức bật của việc xây dựng doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có thể phục vụ cho hàng triệu người. Nếu có thể xây dựng một doanh nghiệp nhóm C, có nghĩa là bạn đang tham gia trò chơi giàu nhất thế giới. Bạn không những có thể trở nên giàu có mà bạn còn sẽ có được rất nhiều bạn bè, người thân và cộng sự trong việc kinh doanh, và thêm nữa là rất nhiều nhân viên hoặc những nhà doanh nghiệp hoặc các nhà đầu tư khác. Điều khó nhất khi xây dựng một doanh nghiệp là làm việc với con người. Hầu hết mọi người không thể xây dựng doanh nghiệp vì họ thiếu kỹ năng quản lý nhân sự. Những người thuộc các nhóm khác nhau sẽ có bản chất hoàn toàn khác nhau. Để thành công trong nhóm C, bạn cần phải biết làm thế nào để giao tiếp và làm việc với nhiều người, nhiều tính cách khác nhau. Với những người thuộc cả 4 nhóm, công thức để xây dựng một doanh nghiệp được Robert Kiyosaki gọi tên là tam giác công thức thành công. Ở tam thức CD được phân tích cụ thể trong tập 3 của bộ sách. Trong đó, bộ khung cấu thành tam giác gồm 3 cạnh tương ứng với 3 yếu tố và 5 tầng bên trong tam giác lần lượt là lưu lượng tiền mặt truyền thống, hệ thống luật và sản phẩm. Nếu bạn nhìn thấy cơ hội và tận dụng cơ hội đó bằng sức lực của mình thì bạn sẽ là chủ doanh nghiệp nhỏ, hoặc một người chủ cửa hàng bạn thuộc nhóm T, dù cho bạn có đang sở hữu một hệ thống nhưng bạn đang hòa lẫn vào hệ thống đó. Nếu bạn nhìn thấy cơ hội và bạn kết hợp được một đội ngũ để xây dựng cùng phát triển doanh nghiệp để thu lợi nhuận từ cơ hội đó, thì bạn chính là một doanh nhân, bạn đã thuộc nhóm C. Như vậy, điều làm nên một doanh nhân là bạn phải biết cách xây dựng được một đội ngũ để đảm nhận công việc đó. Để có thể về hưu sớm trong sự giàu có, Robert Kiyosaki khuyên bạn hãy thực hiện 7 bước sau. Bước thứ nhất, bạn hãy từ bỏ suy nghĩ bấu víu vào một công việc ổn định và chờ mong được tăng lương. Bạn hãy nhớ rằng tiền bạc sẽ không giúp bạn giàu lên khi bạn bám vào một công việc. Công việc nâng cao có thể mang đến cho bạn những thuận lợi bước đầu nhưng sẽ không thể giải quyết nhu cầu tài chính dài hạn cho bạn. Nếu bạn chỉ làm việc để kiếm tiền bằng cách bán sức lao động thì cuộc sống của bạn sẽ ngày càng khó khăn, vì như vậy bạn phải làm việc nhiều hơn. Nếu muốn kiếm được nhiều tiền hơn, bạn hãy tự đặt ra câu hỏi cho chính mình. Câu hỏi thứ nhất, làm thế nào tôi có thể giàu có nếu không được trả lương hay nếu không có một công việc ổn định? Câu hỏi thứ hai, làm thế nào để làm việc ít mà kiếm được nhiều tiền? Khi tự hỏi hai câu hỏi này, tức là bạn đang tự mở rộng tri thức của mình và bắt đầu hướng đến một thực tế khác, và sẽ bắt đầu quan tâm và nhận ra những sức mạnh xung quanh mình để có thể phát hiện và sử dụng nó. Đó chính là sức bật tài chính, sức bật sức khỏe, sức bật thời gian, sức bật của các mối quan hệ và còn rất nhiều sức bật khác nữa. Những người sử dụng sức bật sẽ chiếm được nhiều lợi thế hơn so với những người không sử dụng sức bật. Ban đầu khi mới xuất hiện trên trái đất thì động vật chạy nhanh hơn con người, nhưng ngày nay con người có thể di chuyển nhanh hơn và xa hơn động vật nhờ những công cụ như xe đạp, xe hơi, xe lửa, máy bay. Vậy là động vật vì không có khả năng sử dụng sức bật nên đã mất đi ưu thế trước loài người trong suốt chiều dài lịch sử. Người bị tụt hậu luôn là những người không biết sử dụng các công cụ sức bật mới, các công cụ được tạo ra trong thời đại của họ. Những người này luôn phải làm việc cho những người biết sử dụng công cụ và họ luôn phải làm việc vất vả hơn rất nhiều. Nếu bạn không biết vận dụng những công cụ mới hay đang sử dụng những công cụ tài chính của thời đại cũ thì bạn sẽ dần trở nên lạc hậu và mất ưu thế trong xã hội. Bước thứ hai, nếu bạn đang có một công việc vì trách nhiệm tài chính, bạn cứ tiếp tục làm việc nhưng hãy sử dụng thời gian rảnh một cách khôn ngoan hơn. Việc học hỏi và làm việc không công là những điều mà rất ít người muốn làm, đó là lý do tại sao rất ít người có thể nghỉ hưu sớm và giàu có. Sẽ rất khó làm giàu nếu bạn chỉ làm việc chăm chỉ để kiếm tiền. Hãy nghĩ tới việc kinh doanh riêng của mình và quan tâm đến vấn đề đầu tư. Vào thời điểm Robert Kiyosaki khởi nghiệp, ông biết rõ một sự thật rằng có 9 trên 10 doanh nghiệp không thành công. Tuy nhiên, điều đó không làm ông lo sợ về sự rủi ro cho việc biết được tỷ lệ có 9 trên 10 doanh nghiệp không thành công đó. Ngược lại, chính sự thật đó đã giúp Robert Kiyosaki hiểu rằng mình sẽ phải chuẩn bị tinh thần cho việc thất bại ít nhất là 9 lần trước khi thành công. Ông không muốn thất bại quá nhiều như thế,
Nhưng nếu cần thì ông vẫn sẵn sàng, và dù cho đã từng thành công với một doanh nghiệp thì ông vẫn biết rằng tỷ số 9 trên 10 đó không hề thay đổi cho những lần khởi nghiệp sau này. Hy vọng có thể chiến thắng 1% và không bao giờ thất bại là nhận thức của những người thất bại. Một chiến lược thành công sẽ luôn bao gồm cả sự thất bại. Hầu hết các nhà tiếp thị đều biết rằng có 98% những lá thư họ gửi đi sẽ không đưa đến một vụ mua bán nào cả. Vì vậy họ chỉ là một việc đơn giản là tăng chất lượng và số lượng những bức thư gửi đi để tăng giá trị cho 2% thành công. Trong đó anh em nhà Wright trước khi phát minh ra chiếc máy bay đầu tiên họ đã chọn một bãi cỏ lớn và bằng phẳng để sẵn sàng té ngã nhiều lần. Họ biết rằng họ sẽ bị ngã. Họ biết rằng thực sự có những mạo hiểm khi là người đầu tiên bay trên không và họ chấp nhận điều đó, nhưng họ không hề liều lĩnh vì họ đã chuẩn bị trước cho những lần thất bại. Tương tự trong xã hội ngày nay, hầu hết mọi người sẽ không bao giờ bay lên trong vấn đề tài chính chỉ vì họ sợ bị ngã xuống, khi người ta có thể bỏ tiền mua vé số để chờ đợi một vận may mắn từ trên trời nhưng lại không chịu thất bại để đón được vận may trong tương lai. Từ thất bại để đúc kết kinh nghiệm và tạo cơ sở trong việc kinh doanh và đầu tư sau này. Trong việc kinh doanh và đầu tư sẽ không có may mắn nào đến với bạn nếu như bạn không chịu hành động. Hầu hết mọi người không thành công bởi vì họ chỉ muốn đúng mà không sẵn sàng nhận sai. Chính nỗi lo sợ thất bại đã khiến cho họ thất bại. Chính nỗi khao khát được hoàn hảo đã khiến cho họ không hoàn hảo. Bước thứ 3, hãy luôn rèn luyện kỹ năng lãnh đạo để có thể bước đến con đường thành công trong nhóm C. Như đã nói ở phần trước, yêu cầu then chốt đối với nhóm C là bạn phải giao tiếp và làm việc được với những người thuộc cả 4 nhóm trên kim tứ đồ. Càng có thể lãnh đạo được một đội ngũ những con người khéo léo và khôn ngoan bao nhiêu thì bạn càng thành công bấy nhiêu. Bạn không phải tham gia làm việc trong đội ngũ ấy thì bạn càng có thể trở thành một doanh nhân giỏi. Tất cả chúng ta được tiềm tàng cho kỹ năng lãnh đạo, thế nhưng hầu hết mọi người sẽ dành thời gian để phát triển kỹ năng chuyên môn của họ thôi. Đó là lý do tại sao có rất nhiều người thuộc nhóm L và nhóm T. Hầu hết những người thành công đều dành thời gian phát triển kỹ năng lãnh đạo. Đây là kỹ năng quan trọng nhất. Để thành công trong nhóm C và kỹ năng lãnh đạo thì hoàn toàn có thể học được nhờ học tập và rèn luyện mỗi ngày. Mỗi doanh nghiệp, mỗi hội từ thiện, mỗi cộng đồng đều cần có những người lãnh đạo. Vì vậy, mỗi tổ chức đều có thể cho bạn cơ hội để bước lên để chịu trách nhiệm công việc. Mỗi cơ hội như vậy lại cho bạn thêm những kỹ năng lãnh đạo mới vô cùng giá trị. Chỉ cần bạn bước lên chịu trách nhiệm về một bữa ăn tối hay một kế hoạch nào đó trong một nhóm bạn bè, hoặc trên một câu lạc bộ bạn tham gia, nghĩa là bạn đã có thêm một chút kỹ năng khi đang lãnh đạo rồi, và kỹ năng đó sẽ tích lũy theo thời gian giúp bạn dần dần thay đổi để sẵn sàng bước vào nhóm C của những người thành công. Bước thứ tư, hãy bắt đầu tập trung đội ngũ của mình. Người nghèo thường không muốn nhắc đến chuyện tài chính, họ giữ bí mật những khó khăn tài chính với mọi người và với cả chính mình. Họ không dám đối diện với sự thật, họ một mình vật lộn với điều đó. Còn người giàu thì coi chỉ báo đó chính là biểu đồ cuộc sống. Họ luôn có một đội ngũ để cùng bàn bạc và hỗ trợ. Họ biết kết hợp những cái đầu thông minh và khôn ngoan trong đội ngũ để chiến thắng trong trò chơi tiền bạc. Nếu bạn không đủ tiền để thuê một đội ngũ chuyên gia, bạn hãy tìm những người đã về hưu nhưng vẫn muốn giúp đỡ và hướng dẫn người khác. Nhiều khi bạn chỉ cần đãi họ một bữa ăn, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy có rất nhiều người muốn chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống và giúp đỡ người khác. Tất cả những gì bạn cần làm là tôn trọng họ, đừng tranh cãi và hãy chăm chú lắng nghe những chia sẻ từ họ. Bước thứ 5, hãy trở nên rộng lượng, bởi rộng lượng chính là cách làm giàu nhanh nhất. Bất cứ khi nào muốn kiếm nhiều tiền hơn, bạn cần tự hỏi mình làm thế nào để đáp ứng được nhu cầu của nhiều người hơn. Càng phục vụ được nhiều người, càng mang lại lợi ích cho nhiều người, bạn sẽ càng trở nên giàu có. Và để phục vụ được nhiều người hơn trong khi sức lực và thời gian của bạn không đổi, thì bạn cần suy nghĩ làm thế nào để tốn ít công sức và thời gian hơn nhưng lại làm được nhiều việc hơn. Henry Ford trở thành người giàu nhất thế giới nhờ cung cấp xe hơi cho nhiều người với giá tiền ngày càng thấp. Ông ta là một người rất rộng lượng. Dù vậy, trong con mắt của hầu hết người nghèo và người trung lưu, ông ta lại là một người tham lam vì đã bóc lột sức lao động của công nhân. Sự mâu thuẫn này là do nhận thức khác nhau giữa các nhóm trên kim tứ đồ, và bạn có nghĩ rằng những công nhân muốn được tăng lương trong khi khối lượng công việc họ đảm nhiệm gần như không đổi. Đó mới là sự tham lam. Việc đứng ở góc nhìn nào, điều đó tùy thuộc vào bạn và sự lựa chọn của bạn.
Bước thứ 6, hãy không ngừng mơ ước và nói dối về tương lai của mình. Tất cả những điều nói về tương lai đều chưa phải là sự thật. Về nguyên tắc, tất cả những gì nói về tương lai đều là nói dối. Tuy nhiên, tất cả những lời nói dối đó đều có khả năng biến thành sự thật. Hầu hết những người không thành công, không hạnh phúc hoặc không thỏa mãn với cuộc sống của họ đều có những lời nói dối ảm đạm. Vì vậy, tương lai của họ cũng ảm đạm. Vậy tại sao ta không nói dối về những điều ta muốn, mà lại nói dối về những điều ta không muốn như vậy? Tuy nhiên, Robert Kiyosaki mong bạn hãy nhớ rằng, bí quyết nói dối về tương lai này là điều giúp chúng ta tiến đến những nhận thức mới mẻ và tốt đẹp hơn, chứ không phải là đi lừa gạt người khác. Bạn hãy tìm một người mà bạn tin tưởng và yêu thương để nhờ họ lắng nghe những lời nói dối về thành công tuyệt vời của bạn trong tương lai. Bước thứ 7, luôn hành động có kế hoạch và chiến lược. Một kế hoạch hành động chính là chiếc cầu nối giữa mơ và hiện thực. Một kế hoạch lớn sẽ thành công nếu những kế hoạch nhỏ của bạn cũng thành công. Trong kinh doanh, nếu muốn có được những hợp đồng lớn, bạn cần thực hiện tốt những hợp đồng nhỏ. Nếu bạn và doanh nghiệp của bạn chỉ lo làm giàu cho riêng mình, chỉ muốn nhận được sự quan tâm đến bản thân mình, thì bạn sẽ phải làm việc vất vả hơn và sẽ kiếm được ít tiền hơn. Sẽ không có được các đối tác tốt nếu bạn không được tin tưởng trong các thỏa thuận nhỏ. Sẽ không ai giúp bạn biến ước mơ thành hiện thực. Trong mỗi kế hoạch luôn phải có dự tính cho sự thất bại, và trong đầu tư mỗi chiến lược đều cần được tính trước cho điểm kết thúc. Một nhà đầu tư lão luyện sẽ biết mình có lợi nhuận hay không ngay khi mua, chứ không phải chờ đến khi bán. Họ không bao giờ mua và cầu nguyện. Họ mua và biết rằng mình sẽ luôn có lời dù thị trường đi lên hay đi xuống. Đầu tư có rủi ro nhưng không hề liều lĩnh. Các nhà khí tượng có thể dự đoán được tình hình thời tiết, và những nhà đầu tư lão luyện sẽ luôn dự đoán được thị trường. Trong cuộc sống, tất cả chúng ta đều có khi may mắn, và khi gặp rủi ro sẽ rất khó gặp được may mắn. Nếu bạn không làm gì mà chỉ ngồi phân tích mọi chuyện với sự sợ hãi, mỗi ngày thức dậy và hãy suy nghĩ xem mình muốn trở thành người như thế nào. Không phải tiền bạc làm người ta giàu có, mà là cách quản lý và sử dụng tiền bạc giúp người ta giàu có. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm sách tóm tắt để cùng tìm hiểu cuốn sách tuyệt vời này. Là một người đọc sách, mình không bao giờ nghĩ một bản tóm tắt có thể thay thế việc đọc cả một cuốn sách, và với cá nhân cuốn sách này cũng vậy. Vì thế, nếu có điều kiện hãy đọc cả cuốn sách và mua sách để ủng hộ tác giả, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Còn rất nhiều điều thú vị được truyền tải trên sách tóm tắt. Hẹn gặp lại bạn với những bài viết tiếp theo. Chúc bạn thành công!